Từ Ultra trong cụm từ là Samsung Galaxy S23 Ultra đã có thể hiện được cái tính toàn năng của sản phẩm này. Thế nhưng mà liệu người dùng bấy lâu nay đã biết được hết những cái tính năng VIP Pro trên sản phẩm này hay là chưa? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Các bạn đang xem video từ Hoàng Hoàng Channel. Và thao tác đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn thì đó là cái việc mà chúng ta có thể thay đổi tùy chỉnh được về màu sắc này, cũng như là kiểu dáng hiển thị cho cái phần giao diện hình nền hiển thị này. Và bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cần đó chính là vào phần cài đặt các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ kéo giúp mình xuống mục gọi là hình nền và phong cách ở đây. Và chúng ta sẽ chọn vào mục là thay đổi hình nền. Ở mục này thì các bạn sẽ kéo xuống giúp mình này, và chúng ta sẽ có những cái bảng màu sắc ở đây thì cũng đã được bố trí sẵn rồi. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ có thể tùy chọn và tùy chỉnh thêm. Ở đây thì mình sẽ chọn cái mục này nhé. Rồi chúng ta sẽ chọn vào mục tiếp này. Tại phần này chúng ta sẽ có thể thay đổi, trước tiên thì mình sẽ chỉ các bạn một cách để chúng ta có thể thay đổi phần màu sắc. Ngoài màu tím đang có sẵn ở đây thì chúng ta sẽ có thể thay đổi thêm, ví dụ như là chúng ta đổi sang màu xanh lá này, đổi sang màu cam hoặc là màu neon như thế này. Ở đây thì mình sẽ chọn màu này nhá. Và ngoài ra thì mình sẽ có thể thay đổi được cái phong cách hiển thị đi. Ngoài cái vân nhìn giống như là vân mây như thế này thì chúng mình có thể đổi sang cái loang màu gọi hơi Guardian một chút như thế này nữa. Rồi mình sẽ để cái màu này nhá. Sau đó thì chúng ta chỉ cần ấn hoàn tất. Rồi cái thao tác này nó sẽ thiết đặt cho cả phần hình nền này cũng như là cái phần ngoài màn hình khóa của chúng ta nhá. Mình sẽ tắt thử này. Đây, và đây sẽ là giao diện cái phần màn hình khóa này. Một mẹo tiếp theo mình thấy là cũng khá hữu ích ở đây đó chính là chúng ta có thể thiết đặt nhiều ảnh làm hình nền trong cùng một lúc. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn những cái ảnh này đi. Đây, khoảng 9 ảnh như thế này nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ có cái phần nhiều hơn cái phần dấu ba chấm ở phía góc bên phải của màn hình này. Chúng ta sẽ chọn vào đây nhá. Và chúng ta sẽ chọn vào cái mục gọi là đặt làm hình nền ở đây. Tại đây chúng ta có thể xem trước về cái giao diện màn hình khóa này. Và ở mục này thì chúng ta có thể thay đổi về cái thứ tự mà hiển thị hình ảnh. Ví dụ là chúng ta có thể kéo này, kéo di chuyển về đầu, về cuối. Hoặc là chúng ta có thể tắt bớt những cái hình ảnh mà chúng ta không thích đi ở đây bằng cách là nhấn vào cái dấu trừ. Ngoài ra nữa thì cái phần màn hình khóa này chúng ta cũng thể chọn thêm được những cái bộ lọc mới để sáng tạo cho cái màu sắc của hình ảnh. Và khi mà các bạn đã ưng ý rồi thì chúng ta chỉ cần ấn vào cái chữ hoàn tất ở đây. Vậy là xong. Mỗi lần chúng ta tắt và mở màn hình lên thì sẽ có một màn hình mới được hiển thị ở đây. Tiếp theo thì sẽ đến với cái phần thay đổi với widget. Ví dụ như là mình đang có cái widget về giờ này cũng như là ngày tháng năm ở đây. Thì ngoài cái cách hiển thị như thế này thì chúng ta cũng sẽ có thể là chúng ta thiết đặt thêm cụ thể với những cái widget này. Sẽ vào phần cài đặt này. Ở đây thì mình có thể tùy chọn màu nền, nó sẽ tự động thay đổi theo ngày và đêm. Hoặc là chúng ta có thể thiết đặt là trắng hoặc đen, tùy theo cái sở thích của mình thôi. Và ngoài ra ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thể thay đổi được cái độ đậm nhạt hoặc là cái độ gọi là độ mờ của nó đấy. Chúng ta sẽ để đậm hơn này, hoặc là gần như là không có như này, gọi như là trong suốt đó. Chúng ta sẽ để khoảng cỡ 40 nhá. Và để màu đen này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn lưu. Đó, và thế là xong đối với phần thay đổi widget nhá. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một vài cái tip nho nhỏ trong cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng những cái ứng dụng trên thiết bị. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được khá là nhiều những cái thông báo ở cái thanh gạt này. Chúng ta sẽ gạt lên gạt xuống là chúng ta có thể nhận được đúng không nào? Tuy nhiên cũng sẽ có một cái cách sử dụng mình thấy là cũng khá là hay, đó chính là chúng ta có thể nhấn giữ vào đây và chúng ta kéo ra ngoài màn hình chính này. Cái việc hiển thị ở đây nó gần như tương đương với cái việc là chúng ta có một cái giống như là một cái bong bóng của cái Messenger đó. Thì chúng ta sẽ nhấn vào này, nó sẽ có một cái màn hình phụ nho nhỏ để chúng ta có thể sử dụng gần như là có hai màn hình song song cùng một lúc. Với việc mà ví dụ là chúng ta không cần sử dụng đến nữa chẳng hạn thì chúng ta có thể nhấn vào cái nút Home này ở giữa này để nó hiển thị cái bong bóng chat ở đây. Hoặc là nếu như mà không thích thì chúng ta có thể ấn Back trở về bằng cái nút Back ở đây. Hoặc là sẽ có thêm một cách nữa này. Mình sẽ kéo ra ngoài nhá. Kéo cái thông báo ra ngoài này. Bằng cách là chúng ta sẽ nhấn giữ vào cái thanh gạt bên trên này. Cái thanh gạt màu xanh ở phía bên trên này nhá. Và chúng ta sẽ kéo xuống, nó sẽ hiện định mục xóa ở đây. Có thể xóa được cái thông báo này đi. Mình thấy cái việc sử dụng như này nó cũng sẽ rất là tiện lợi trong quá trình. Ví dụ như là chúng ta học tập hay làm việc chẳng hạn. Thì trong quá trình làm việc thì có thể là chúng ta sẽ có thêm một cái màn hình phụ nữa để chúng ta sử dụng nó được thuận tiện hơn. Nó đạt được tối đa cái công suất mong muốn của chúng ta nhá.
Tiếp theo thì sẽ đến với cái mẹo để chúng ta sử dụng nó tối ưu hóa được cái công suất của cái bộ sưu tập hình ảnh này, bằng cách là chúng ta sẽ tiến hành một vài những cái cài đặt nho nhỏ. Và các bạn sẽ, trước tiên các bạn sẽ vào cái phần album giúp mình, và ở tại đây thì các bạn sẽ chọn vào cái phần cái dấu, ba cái dấu gạch ngang này nhá. Chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ ấn vào một cài đặt này. Tại đây thì các bạn sẽ kéo xuống phía dưới và nó sẽ có cái mục là thông tin bộ sưu tập, thì các bạn sẽ nhấn vào đây giúp mình này. Chúng ta sẽ đợi loa một chút nhá. Ở đây thì có thể hiển thị, để làm sao để hiển thị được cái thông tin, cái mục mà chúng ta có thể thiết đặt cài đặt á, thì các bạn sẽ click nhiều lần giúp mình vào cái phần chữ số, ở cái phần số là phiên bản 14.1.05.2 này nhá. Thì của các bạn là gì, các bạn sẽ nhấn kích đúp nhiều lần giúp mình vào đây. Đó, khi nào nó hiển thị cái dòng chữ này là được nhá. Và chúng ta sẽ nhấn back trở về này, kéo xuống dưới. Đó, ở đây thì chúng ta đã hiển thị được cái mục cài đặt này rồi, và các bạn sẽ chọn vào đây giúp mình này. Ở mục này thì mình sẽ có hai cái tip nho nhỏ các bạn có thể chọn để có cái trải nghiệm tốt nhất ở với cái mục bộ sưu tập ảnh này. Thì các bạn sẽ có cái mục gọi là chúng ta sẽ khóa những cái album theo chỉ định nhất định thôi, chứ không phải là khóa tất cả album nhá. Chúng ta sẽ khóa những cái album theo chỉ định thôi này, và chúng ta ấn OK, nghĩa là mình bật cái mục này lên. Và ngoài ra nữa thì sẽ có một mục chúng ta có thể sử dụng để có thể là chúng ta sẽ lưu những cái hình ảnh thành một file PDF trực tiếp ở trong album luôn, và chúng ta sẽ bật cái mục này lên giúp mình nhá. Sau đó thì các bạn sẽ quay trở lại này, mình sẽ xóa cái tab này đi để nó khởi động lại nhá. Quay trở lại bộ sưu tập. Và ở đây thì trước tiên thì mình sẽ thao tác thử để khóa một album nhá. Mình sẽ ấn nhấn giữ này. Sau đó thì chọn vào mục nhiều hơn và mình chọn vào cái mục là lock album ở đây. Thì cái album này, cái album nào mà được chọn á, thì khi mà có bất kỳ một người nào đó mà không phải là bản thân mình đi, thì đương nhiên là sẽ không biết được cái mã pin rồi, hay là không có cái vân tay ở trên thiết bị này, thì chúng ta sẽ không thể nào xem được cái album này nhá. Đó, chúng ta sẽ mở khóa album bằng vân tay hoặc là mã pin của điện thoại. Ngoài ra nữa thì cái như mình có chia sẻ vừa rồi, thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ tạo một cái file PDF hình ảnh trực tiếp ở trên album ảnh luôn. Mình sẽ chọn khoảng từng đây ảnh nhá. Và chúng ta cũng sẽ nhấn vào cái chữ tạo ở chỗ đây, chữ tạo ở đây nhá. Rồi, ở đây thì cũng sẽ có một vài những cái tính năng mình thấy là khá hay ho. Ví dụ như là ngoài cái việc là chúng ta tạo file PDF trực tiếp đi, thì mình có thể tạo những cái thước phim này, hay là mình tạo gif động chẳng hạn, cũng khá là hay. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái việc là tạo file PDF trước nhá. Thì mình sẽ chọn vào đây, cần một chút thời gian để xử lý này, các bạn có thể chọn là chỉ một lần thôi. Đó, và ở đây thì chúng ta đã có một cái file PDF hình ảnh với những cái hình mà mình đã chọn ở phía bên trên nhá. Đó, khá là dễ dàng trong quá trình chúng ta có thể chia sẻ những cái hình ảnh trong album đúng không nào. Đây, nó sẽ lưu ở trong cái những cái mục như này nhá. Rồi, như vừa rồi mình có chia sẻ thì ở đây chúng ta sẽ có thể tạo được những cái thước phim ngắn. Hiện tại thì mình thấy là trên những cái trang mạng xã hội, ví dụ như là Facebook này hay là Instagram, thì các bạn có sử dụng những cái tính năng video ngắn như là Reel chẳng hạn. Thì chúng ta cũng có thể tạo những cái thước phim, ví dụ như là chúng ta đi du lịch này, có những cái ảnh đẹp mà chúng ta muốn ghép vào nó là một cái video ngắn để chúng ta chia sẻ đúng không? Chia sẻ đến những cái người thân của mình, thì chúng ta cũng có thể thao tác khá là đơn giản thôi. Sẽ chọn này, và sau đó chúng ta chọn vào mục tạo ở đây. Các bạn sẽ nhấn vào cái mục phim ảnh ở đây để tạo những cái thước phim ngắn như mình vừa có đề cập nhá. Đó, ở đây thì các bạn có thể là chúng ta sẽ tùy chỉnh về cái thời gian hiển thị của từng ảnh này. Ngoài ra nữa thì có thể thêm chữ hoặc là thêm cả nhạc nữa, cũng như là lựa chọn được cái kích thước hiển thị cho video nhá. Ví dụ như là thường thì phù hợp với kích thước để đăng Reel hoặc là TikTok chẳng hạn, thì nó sẽ rơi vào khoảng là 9:16, mình thấy là cũng khá là phù hợp. Kích thước dọc các bạn có thể thêm text ở đây. Đây, ví dụ như là mình thử thêm một cái text nhá, là summer đi, summer này. Đó, thêm một cái icon trái tim chẳng hạn. Rồi, thì cái chữ này nó cũng sẽ được hiển thị ở trong cái phần video nhá, video của chúng mình nhá. Đây, chúng ta sẽ quay ở lại này, thì nó sẽ hiển thị ở đây, hiển thị ở cái mục đầu tiên. Nó sẽ hiển thị xuyên suốt cái video, hoặc là chúng ta, nghĩa là chúng ta có thể đặt được cái thời lượng hiển thị của cái text này luôn. Và ngoài ra thì mình có thể là chọn thêm cả nhạc nữa, thêm cái mục nhạc ở đây nếu mà mong muốn. Đây, có, mình thấy là cũng khá là nhiều những cái list nhạc ấy.
Ở đây thì chúng ta có thể là thêm vào trong cái video của mình cho nó thêm sinh động hơn. Khi mà xong rồi thì mình chỉ cần nhấn lưu thôi là xong các bạn nhá. Đó, và nó đã hiển thị ở đây là video đã được lưu vào trong bộ nhớ của ảnh các bạn nhá. Đây, nó là cái video mình mới tạo đây. Và đó là video, vậy còn tạo GIF thì sao? Cũng tương tự thôi, chúng ta sẽ chọn những cái ảnh này chẳng hạn và chọn vào cái mục tạo này rồi chọn vào mục GIF nhá. Cái này nó sẽ là ảnh động cho nên là cái thời gian mà chuyển động giữa các ảnh này nó sẽ nhanh hơn. Mình sẽ xem thử này, đó. Cái thời gian chuyển tiếp giữa các ảnh nó sẽ nhanh hơn so với cái việc là view kia. Và ở đây thì mình cũng có thể chọn được các kích thước này, tốc độ nhá. Bật thử này, đó. Mình sẽ có thể căn chỉnh tùy theo mong muốn của chúng ta. Và ngoài ra nữa thì các bạn cũng có thể thêm những cái sticker này, hay là hoặc là chúng ta đang có S Pen đúng không nào, thì chúng ta cũng có thể trực tiếp là mình lấy ra và mình vẽ lên. Đó, mình sẽ vẽ thử ở đây nhá. Rồi, mình sẽ ấn thử vào hoàn tất này. Chúng ta sẽ xem thử nhá. Đó. Nghĩa là cái mình sẽ có thể sáng tạo nhiều hơn trên những cái thước phim của mình hoặc là trên cái GIF trực tiếp của mình đã tạo ra để mang dấu ấn cá nhân. Ví dụ như các bạn mà mình thấy là hay làm về travel á, đi du lịch nhiều thì chúng ta cũng sẽ có thể là tạo những cái tag name nho nhỏ ở đây này để tránh cái việc mà chúng ta bị cóp ảnh đi mà không có nguồn ấy. Thì mình thấy là cũng khá là hay ho, cho giúp ích khá là nhiều, một cái công cụ giúp ích khá là nhiều cho các bạn trong quá trình mà chúng ta ví dụ như là đi chơi này hoặc là trong quá trình làm việc thì nó cũng rất là ok. Và mong rằng một vài mẹo phía trên mình chia sẻ cũng đã giúp bạn có những cái trải nghiệm thật là đã hơn trên sản phẩm Samsung Galaxy S23 Ultra này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe. Chúng ta nhấn vào nút chuông để sớm gặp lại nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!